xin chào mọi người. Từ vựng ngày hôm nay là Occupation. Từ vựng này nằm ở phần 811 của DN400. Từ này có nghĩa tiếng Anh là Job. Mọi người cùng học từ vựng và phát âm. Từ đầu tiên nghĩa là nghề nghiệp. A công lưỡi chê R. Nhấn âm. O, O, Q, P, Sờ công lưỡi ha occupation occupation job job âm cuối là âm bờ nhẹ thôi Vậy thì occupation nghĩa tiếng Việt là nghề nghiệp, nghĩa tiếng Anh là job, tức là việc làm. Qua đến phần luyện nghe, mọi người cùng nghe câu hỏi và câu trả lời nha does và occupation đứng gần nhau thì thường sẽ được nói âm does occupation what does occupation mean it means job what does occupation mean it means job mọi người tập trung nghe lại what does occupation mean it means job Trường hợp thứ hai là người phỏng vấn sẽ hỏi trực tiếp về bạn luôn, họ sẽ sử dụng your tức nghĩa là của bạn. Và câu trả lời sẽ tùy thuộc vào mỗi người. Am a hoặc là am an cộng với một cái nghề nghiệp nào đó. Bây giờ mọi người cùng nghe nha. What is your occupation? What is your occupation? Mọi người nghe lại ha. What is your occupation? Chúng ta cùng luyện nói cho câu trả lời nha. It means job. It means job. Liên nói lại khi không có phiên âm. It means job. It means job. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành. Mọi người nghe câu hỏi rồi trả lời. What does occupation mean? đây chính là câu hỏi mà rana vừa hỏi ha và đồng thời mọi người xem câu trả lời bây giờ cùng qua phần ôn bài flashcard hãy nêu lên mặt bên kia của thẻ hãy điền vào chỗ trống dễ quá phải không mọi người mọi người cùng xem lại đáp án nha Ôn bài cũ nha, hãy sắp xếp đúng thứ tự các chữ cái nghĩa của từ cannot hear. Sau cùng hãy chọn bên trái hay bên phải là đúng. Mọi người cùng xem lại với đáp án.